chẳng qua hai chữ kiếm tiền mà thôi. Anh ghi tên trên mảnh giấy ly thân đẫm đầy nước mắt để cho em được tự do cất bước lên đường. Từ nay em đừng nhắc chi đến kiến vợ tình chồng. Em không quen cuộc đời nghèo khổ thôi, ta đành này giả biệt cho thân. Anh đã lo thu xếp thành trang và coi sẵn mấy trăm đồng. Em hãy đi đi và cũng từng giả từ nhau mà làm mày lòng anh ngậm ngùi cay đắng. Đừng báo rằng em là vợ của anh, cũng như anh sẽ tưởng tượng em đã chết lâu rồi. Tên tuổi và xác thân em đã vùi dưới lòng đất lạnh, cũng như em đã chôn vùi bao kỷ niệm ngày tháng. Hãy subscribe.
nhận sắp sửa chia tay. Tiếng cười rộn rã của em anh ngờ là tiếng hú rỡ người của ma quỷ ở tận âm ti. Đang vô đây những quan hồn tội lỗi vào nơi quả ngục. Rồi 20 năm sau, có lẽ anh sẽ gặp em trong diện tây bằng hay trong nhà thương dưỡng lão, trong bệnh viện bình chân hay ngoài tha ma nghĩa địa. Mà những người phụ dung sẽ chở sông sông hay gỗ quan tài. Khi hồn anh và hồn em có gặp nhau xin cũng từng quý đầu chào.